Chào các bạn, hôm nay mình bổ sung vô cái thực đơn chay của nhà mình cái món tàu hũ trộn rau răm nha các bạn. Cái món này là làm rất là đơn giản nha. Cái nguyên liệu là dễ tìm ha. Thích cái rau củ nào thì mình sử dụng cái rau củ đó nha. Nó có cái vị chua chua nè, cay cay, ngọt ngọt. Và ăn nó hơi giòn giòn của cái củ hành với cái trái ớt chuông á các bạn. Các cái gia vị hòa quyện với nhau ăn rất là ngon nha. Hôm nào mà các bạn làm cái món này á thì nhớ nấu cơm nhiều một chút nha, để không thôi á, là ăn nửa chừng thiếu cơm thì là mất ngon đó. Rồi nếu như bạn nào thích thì hãy vô bếp làm cùng mình ha. Ở đây mình có 6 cái miếng đậu hũ nè các bạn. Cái đậu hũ này mình mua hồi sáng chiên rồi ha. Ít trái hạnh ha các bạn. Nửa cái củ hành tây. Một gốc tư trái ớt chuông nha các bạn. Cái này có thì sử dụng, không thì cũng được. Một nhúm rau răm. Các cái gia vị đi kèm á thì ở đây mình sẽ sử dụng nè, 2 cái muỗng cà phê tiêu xay nè, 1 muỗng cà phê muối nè, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 3 muỗng cà phê đường hen các bạn. Thì mình sẽ sử dụng nè, 1 cái trái ớt, ớt này ớt không cay thì mình băm xong rồi, 1 muỗng tỏi, 1 muỗng củ hành đó các bạn. Nếu như các bạn ăn chay thuần á mà thì các bạn không ăn tỏi thì mình sử dụng hành bơ rô nha. Rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta cùng làm. Cái miếng này hơi dày á các bạn, cho nên mình sẽ chẻ lại. Mình sẽ chẻ lại nha. Thì cái này thì tùy thích thôi các bạn, lớn nhỏ gì đó thì tùy các bạn nha. Mình sẽ cắt nhiều cái cỡ nha các bạn. Mình cắt ngang rồi mình cắt xuôi để làm cho cái miếng ăn của mình nó đa dạng nha. Bây giờ mình sẽ ướp 1 miếng bột nêm nha các bạn. Mình rải rải như vậy nè để cho cái tàu hũ nó thấm nha. Thì cái này tùy ha. Thì mình sử dụng khoảng chừng 1 muỗng cà phê vậy đó. Rồi, bây giờ mình sẽ xóc nè. Mình xóc xóc lên như vậy nè, để cho cái tàu hũ nó thấm nha. Rồi như vậy là được rồi. Bây giờ mình để ở đây cho nó thấm nha. Bây giờ mình chuẩn bị một cái tô nước đá nè các bạn, để mình xắt cái củ hành ha. Thì hành nó mình xắt mỏng ra rồi mình ngâm vô nước đá, như vậy thì cái nó không có bị nặng nha. Cái trái ớt chuông này mình cũng xắt mỏng nha. Lúc này đang vào mùa mưa á các bạn, bây giờ ông trời cũng đang mưa cho nên nghe cái tiếng ồn. Rau răm thì mình cũng xắt nhỏ nhỏ ra, cũng không cần xắt nhuyễn lắm đâu các bạn. Cái trái này trái tắc nha các bạn, mình quen rồi, hạnh rồi cũng là nó đó. Sử dụng 3 trái là vừa rồi đó, có khi không hết nữa. Cái này một lát mình nêm lại nha. Cái vỏ của cái trái hạnh nè các bạn, mình xắt mỏng mỏng ra nha, mình để mình trộn vô cho nó ngon. Thì cái này các bạn cũng làm ít thôi cho nó có cái mùi chua chua the the vậy đó. Rồi bây giờ cái chảo nóng rồi nha các bạn, mình sẽ cho vô đây 1 miếng dầu. Mình chán cho cái dầu nó chán đều với cái chảo nha.
Rồi bây giờ mình sẽ chiên cái đậu hũ. Cái đậu hũ này á, là cái phần nào trắng á, thì mình chiên mình để xuống phía dưới nha các bạn. Cá chiên rồi thì thôi. Mình chiên cho cái mặt nó ráo lại để khi mình trộn nó không có bị bể các bạn. Mình không cần chiên vàng nha, mình chỉ cần chiên cái mặt nó xe lại là được nha. Tại vì nếu mà mình chiên vàng á thì khi ăn nó sẽ bị cứng, nó khô á không ngon. Nha các bạn, mình chiên cho cái mặt nó xe lại vàng như vậy là được rồi nha. Đừng có để cho nó vàng quá rồi nó khô, nó cứng ăn không ngon ha. Như vậy là mình gấp ra. Bây giờ cái chảo nó còn dầu nha, mình sử dụng cái phần dầu ở trên chảo này luôn. Thì mình cho cái tỏi nè, với hành, với ớt vô mình phi ha. Mình phi cho nó thơm nha. Rồi bây giờ như vậy là nó thơm rồi đó các bạn. Mình sẽ cho hết cái phần gia vị vô nha. Cái này là gồm đường nè, tiêu, bột ngọt, muối. Bây giờ mình tắt bếp nè. Mình sẽ cho vô đây một miếng nước. Để cho các gia vị nó tan ra hết các bạn. Mình cho vô đây khoảng một muỗng canh tương ớt nha. Tương ớt ở nhà sắp hết rồi. Bây giờ mình bật lửa lên lại. Rồi, bây giờ mình sẽ cho hết cái phần ớt chuông vô nè. Cái này mình xào nhanh thôi. Rồi bây giờ mình tắt lửa đi các bạn, mình sẽ cho hết cái phần cái củ hành vô nè. Cái củ hành này á mình đã đổ nước đá ra rồi, bây giờ nó không còn nằm nữa nha. Bây giờ là mình tắt lửa rồi mình trộn cái này cho nó thấm cái gia vị nha. Mình sẽ cho hết cái phần tàu hũ vô nè. Bây giờ mình trộn lên. Mình trộn như vậy á là gia vị nó thấm đều vô cái miếng tàu hũ ha. Quá trời ngon luôn, thơm lừng luôn. Bây giờ á là mình cho cái rau răm vô. Nó dẫn đi các bạn. Nhìn thấy là muốn ăn liền, ăn cái này hao cơm lắm. Bây giờ mình rưới hết cái phần nước chế hành lên nè các bạn. Mình cũng sẽ chừa một ít để một hồi mình trang trí trên mặt nha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên nè. Lúc này thì các bạn nêm nếm lại nha, các bạn nêm nếm lại theo cái khẩu vị của nhà mình ha. Rồi cái phần chia sẻ về cái món đậu hũ trộn với rau răm của mình đến đây đã xong rồi đó các bạn. Nếu như các bạn thích thì các bạn hãy like và share cho mọi người cùng xem nha. Nhớ subscribe để ủng hộ cái kênh của mình ha. Chân thành cảm ơn các bạn.